Thưa quý vị, hệ thống cửa tiệm bán lẻ 7-Eleven rất quen thuộc với người dân Hoa Kỳ sẽ mở 5 cửa hàng đầu tiên tại Sài Gòn, Việt Nam. Thưa quý vị, 7-I uh, Holdings là đại công ty đang điều hành hệ thống cửa hàng bán lẻ lớn nhất hiện nay của Nhật Bản, vừa báo tin là họ sẽ mở một số cửa hàng đầu tiên ở Sài Gòn trong thời gian tới đây. Theo tờ báo mạng IGD.com, thì đây là mô hình hoạt động thương mại theo kiểu Nhật Bản được áp dụng tại Việt Nam các cửa hàng đầu tiên của hệ thống này theo dự tính sẽ được mở tại quận Nhất, quận 2, quận 3 hoặc quận Bình Thạnh của Sài Gòn. Như vậy là sẽ có tổng cộng 5 địa điểm được ghi danh dưới nhãn hiệu 7-Eleven. Các nhân viên của đại công ty 7&I Holdings sẽ được đưa sang Việt Nam để giúp xây dựng các cửa hàng, thiết kế các bữa ăn và mạng lưới phân phối. Đại công ty này dự tính sẽ mở tổng cộng 100 cửa hàng trong vòng 3 năm tới đây và lên tới 1.000 cửa hàng trong 10 năm tới. Người đứng đầu Seven and I Holdings tiên đoán rằng Việt Nam sẽ là nơi đứng đầu hệ thống bán lẻ tại Á Châu với tỷ lệ tăng trưởng lên tới hai con số trong vòng 4 năm tới. Ông cũng cho biết rằng các nhà bán lẻ ở địa phương như là Vinmart và Saigon Co-op đã tăng mức hoạt động để nắm phần lớn thị phần trong nước. Vẫn theo IGD.com, thì hệ thống 7-Eleven quyết định mở rộng hoạt động tại Việt Nam vào lúc đối thủ chính của họ tại Nhật Bản là Family Mart quyết định chú trọng vào chương trình đầu tư ở nội địa sau khi bị lỗ lã tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.